Chính quyền Sài Gòn nới tay cho người dân tưởng nhớ ngày giỗ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bài viết được đăng trên trang Á Châu Tự Do. Hôm 2 tháng 11 năm 2018, hàng trăm giáo dân Sài Gòn và các vùng phụ cận đã công khai đến nghĩa trang Lái Thiêu để viếng mộ và tham dự thánh lễ giỗ lần thứ 55 cho cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu. So với những năm trước, buổi tưởng niệm năm nay được cho rằng diễn ra khá suôn sẻ. Nguyễn Peng, một thanh niên công giáo thế hệ 8X, hàng năm đều tham gia những buổi tưởng niệm ngày giỗ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm cho biết hoạt động năm nay diễn ra khá là suôn sẻ. Sự việc diễn ra suôn sẻ và thời gian làm lễ được rút gọn do thời tiết và các cha còn cho những buổi lễ khác. Ông Trần Bang, người tham gia 5 năm liền ngày giỗ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm cho biết có khoảng vài trăm người từ Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, đặc biệt là có bạn trẻ từ Cần Thơ, An Giang. Đặc biệt năm nay có nhiều linh mục đến làm lễ hơn. Ngoài linh mục dòng Chúa Cứu Thế, còn có linh mục dòng Đa Minh, dòng Don Bosco, tổng cộng là 10 linh mục đồng tế. Không những thế, có cả người Việt định cư ở Úc, ở Mỹ cũng về tham dự. Những năm trước, cũng theo những người này kể lại, họ đã bị ngăn chặn từ trước vài ngày trước ngày giỗ của ông Ngô Đình Diệm. Có những bạn trẻ muốn tưởng niệm trước để tránh sự ngăn cản, nhưng vẫn không thành công. Bạn trẻ Nguyễn Peng cho biết, năm nay, khi mọi người vào cổng phải xuất trình tên tuổi để xe bên ngoài và chỉ có một cổng vào duy nhất. Vào năm 2017, trên Facebook cá nhân của Linh Mục Anton Lê Ngọc Thanh, loan báo về việc phóng viên của trang Tin Mừng cho Người Nghèo Nguyễn Huyền Trang bị tấn công bởi một người trung niên. Theo các trang Facebooker tham dự lễ giỗ chia sẻ một đoạn video clip mô tả nhà cầm quyền đã răng lưới B40 bịt kín các lối vào bên trong phần mộ, khiến cho người dân phải chui qua một lỗ nhỏ mới vào được. Ở phía ngoài đường thì có một số kẻ cố tình mở loa đài với công suất lớn nhằm gây ồn ào và nhiễu loạn thánh lễ. Năm nay, theo lời ông Trần Bang kể lại, an ninh bịt mặt đội mũ đen trong buổi lễ, chĩa camera vào mặt từng người và quay gây bức xúc. Khi nhắc nhở họ thì họ lớn tiếng hoạnh hoẹ dọa nạt gây mất trật tự. Tuy nhiên, điều khác biệt là năm nay không cưa đá, không bật loa át tiếng linh mục giảng và tiếng thánh ca, tiếng cầu nguyện như hai năm trước. Một cựu chiến binh không muốn nêu tên có mặt trong buổi lễ cho biết ông nhận thấy năm nay có sự dễ dàng hơn. Năm nay có dễ dàng hơn năm ngoái, tuy cũng có những người an ninh, nhưng năm ngoái thì họ để nhạc họ phá, năm nay thì họ im lặng. Những an ninh đó bịt mặt im lặng chứ không bày tỏ thái độ hung hăng gì hết. Trang Tin Mừng cho Người Nghèo cũng tường thuật buổi lễ cho biết an ninh cử nhiều lực lượng đến trải dài từ ngoài đường vào đến nơi làm lễ. Họ đứng chỉ cách nơi chủ tế 2 mét, tuy nhiên không có những hành động quấy phá như năm vừa qua. Không thể biết lý do, vị cựu chiến binh trên cho biết ông đã đi dự 2 năm rồi và thấy rằng năm nay có phần dễ dãi hơn, nhưng chính ông cũng không biết vì sao. Lễ tưởng niệm cầu nguyện Tổng thống Ngô Đình Diệm có khoảng 130 người rước lễ, nghĩa là đón nhận mình máu Thánh Chúa, nên số chung có thể lên tới 300 người tham dự. Theo tin tức của trang Tin Mừng cho Người Nghèo cho biết, năm nay là lần đầu tiên cha Giacobbe Thêm, nguyên bề trên giám tỉnh dòng Don Bosco và cha Giacobbe Thanh Bích đến tham dự. Các cha quen thuộc là cha nhất OP, cha tỉnh OM, cha tỉnh OFM, các cha dòng Chúa Cứu Thế khác là cha Thành, cha Phương, cha Thanh, cha Lộc, cha Vũ. Thánh lễ do Đức cha Mikael Hoàng Đức Anh, giám mục Việt Nam chủ tế. Chúng tôi đặt câu hỏi với ông Trần Bang rằng liệu ông có cho rằng năm nay chính quyền Sài Gòn cởi mở hơn cho người dân tổ chức tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm hay không? Ông nói rằng có thể năm nay người đi dự ít mặc đồ lính hơn, do đó an ninh công an làm ngơ. Cộng đồng mạng xã hội chia sẻ rất nhiều những video clip về buổi lễ được diễn ra trang nghiêm và thuận lợi. Rất nhiều ý kiến cho rằng năm nay chính quyền Sài Gòn đã cởi mở hơn trong việc cho phép người dân thực hiện tưởng nhớ ngày giỗ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên vẫn không có ý kiến nào xác định cụ thể lý do vì sao mà có sự cởi mở đó. Sau 43 năm thống trị đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam cố gắng bưng bít sự thật lịch sử. Nhưng sự thật càng ngày càng được sáng tỏ khiến người dân thay đổi nhận thức về Cộng sản Việt Nam. Mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Khi người dân thay đổi nhận thức thì điều gì sẽ xảy ra, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Thưa quý khán giả, trong những ngày cuối tháng 4, từ sau năm 1975 đến nay, tại Việt Nam cũng như hải ngoại đều diễn ra hai khuynh hướng trái chiều trong sinh hoạt của người dân. Bên thắng cuộc, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam thì tổ chức ăn mừng chiến thắng, nhảy múa reo hò trên các chiến lợi phẩm và trình diễn khoe khoang thành tích đã đạt được. Bên thua cuộc, đơn giản là Việt Nam Cộng Hòa. Ở trong nước thì người dân bị gán cho hai chữ ngụy quân ngụy quyền, bị phân biệt đối xử, nhân phẩm bị chà đạp. Người dân phải chịu đựng sự sỉ nhục cay đắng, ngậm ngùi
tiếc nuối những ngày tự do đã mất. Ở hải ngoại, người tị nạn cộng sản vẫn kiên trì đấu tranh, nuôi hy vọng có ngày trở về xây dựng lại quê hương khi cộng sản không còn nữa. Nhìn lại thời gian 43 năm qua, đủ dài cho hai thế hệ trưởng thành, thì trong số 93 triệu dân hiện nay, có hơn 60% sinh ra sau năm 1975. Họ không hề biết đến cuộc chiến tranh tàn khốc do Cộng sản Việt Nam phát động, được Cộng sản quốc tế hỗ trợ để thôn tính miền Nam Việt Nam. Đây là thành phần chủ lực của Việt Nam, có nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Nhưng thành phần quan trọng này đã bị uốn nắn nhồi nhét bằng một mớ lý thuyết sai lạc, lỗi thời là chủ thuyết Marx Lenin, mà thế giới đã vứt vào thùng rác lịch sử, kể cả quan thầy của Việt Nam là Trung Cộng. Hậu quả là Việt Nam càng ngày càng tụt hậu về mọi phương diện, từ văn học nghệ thuật, giáo dục đến khoa học kỹ thuật, làm cho kinh tế lụn bại, đất nước tan hoang, thê thảm như hiện nay. Các thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay, khi tiếp cận với nguồn thông tin đa chiều, nhất là khi có cơ hội tìm hiểu về lịch sử cận đại nước nhà, họ bắt đầu ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi biết rằng những gì họ đã học hỏi được dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, nó khác xa với sự thật đã có trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Mặc dù những điều khác biệt ấy đã được những thế hệ lớn tuổi ở miền Nam và cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại giải thích, nhưng họ cho đó là tuyên truyền lừa bịp của kẻ thua trận, của những thành phần phản động, nên chưa tin. Thì nay, những sự thật mỗi ngày mỗi sáng tỏ, như viên ngọc bị chôn vùi dưới bùn đất, như bức danh họa bị che lấp bởi lớp bụi của thời gian, một khi bùn đất được rửa sạch, lớp bụi được quét đi, thì vẻ đẹp sẽ lộ ra. Đó là những gì chúng ta đang thấy thể hiện rất rõ nét trong lớp trẻ tiến bộ ở Việt Nam hôm nay. Từ cuộc triển lãm gọi là Từ Dinh Notre Dame đến Dinh Độc Lập năm 1868-1966, khai mạc ngày 9 tháng 3 năm 2018, có thể kéo dài trong 3 năm, tại Hội trường Thống Nhất, tức Dinh Độc Lập của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Tuy nội dung nhằm phơi bày mặt tiêu cực của Việt Nam Cộng Hòa dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, nhưng nhìn sâu vào sau màn khói tuyên truyền, nhiều người đã nhận ra một Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam tốt đẹp hơn nhiều so với miền Bắc dưới chế độ Cộng sản. Tuy Việt Nam Cộng Hòa vừa phải chiến đấu chống lại sự phá hoại của Cộng sản, vừa xây dựng và phát triển, nhưng những thành tựu vẫn còn hiện hữu, lại rất trù phú và sống động. Cụ thể là phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, các vùng định cư như Cái Sắn ở Kiên Giang, vùng Hồ Nai Gia Kiệm, hai bên quốc lộ 20, và hàng trăm khu định cư khác như ở Lâm Đồng, Ban Mê Thuột, trái ngược hoàn toàn với các vùng kinh tế mới do Hà Nội chủ trương, nay đã tàn tạ hoang vắng đến thê lương. Về mặt giáo dục thì không cần phải nói nhiều. Ngày nay khuynh hướng muốn trở lại truyền thống giáo dục như thời Việt Nam Cộng Hòa đang trở thành một nhu cầu rất mãnh liệt. Ngày nay người ta rất đỗi ngạc nhiên khi những người cộng sản từ miền Bắc cũng lén nghe và hát nhạc ngụy, mà họ gọi là nhạc vàng. Nếu ai đã đi một vòng từ Nam ra Bắc, dừng chân ở các câu lạc bộ, các phòng trà, các quán karaoke, ngay cả những người xin ăn bên vệ đường, đâu đâu cũng nghe thấy người ta hát những bài tình ca, những ca khúc ngợi khen người lính Việt Nam Cộng Hòa, những giai điệu bolero, rumba được sáng tác trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Khi nhìn lại quá khứ để so sánh với tương lai, nhất là khi đánh giá một cách khách quan những thành quả sau 43 năm thống nhất của Cộng sản Việt Nam, người dân, nhất là thành phần trí thức trẻ, đang có những thay đổi đáng kể về nhận thức. Trước hết, họ nhận ra mình đã bị lừa bịp bằng phương pháp tẩy não, tuyên truyền dối trá qua hệ thống giáo dục độc quyền và lạc hậu.
Khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, họ cũng nhận ra sự yếu kém của thành phần lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, nhất là nhìn thấy sự sa đọa xấu xa qua các hành vi tham nhũng thối nát, phản dân hại nước của những kẻ có quyền, có chức đang đua nhau phá hoại đất nước hiện nay. Vài sự kiện trên đây đã đóng góp vào sự thay đổi nhận thức của người trẻ Việt Nam, khiến họ dấn thân vào con đường đấu tranh nhằm thay đổi xã hội, nhưng muốn cải tiến xã hội thì phải thay đổi thể chế chính trị. Họ đã bị trù dập nặng nề, nhưng những hy sinh của họ đang là chất kích thích làm thay đổi tư duy và nhận thức của nhiều người khác. Khi nhận thức thay đổi, thì từ nhận thức đến hành động chỉ là một bước đi ngắn. Do đó, mỗi người, mỗi tổ chức cần phải cung cấp, hỗ trợ để cho người trẻ Việt Nam hôm nay sớm thay đổi nhận thức và tư duy, thì đất nước mới sớm thoát khỏi ách độc tài cộng sản hiện nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Đại hội Trung ương 7 mong đợi những gì. Bài viết của tác giả David Hurst, do dịch giả Phương Thảo dịch. Dù chính trị Việt Nam thường lôi cuốn sự chú ý của quốc tế trong các kỳ đại hội đảng mỗi năm, các sự kiện chính trị quan trọng khác thường không được chú ý. Một trường hợp cụ thể là Hội nghị Trung ương lần thứ 7 của Ủy ban Trung ương, nơi có thể có tới 3 gương mặt mới gia nhập Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai bài báo thú vị đã khám phá những gì có thể diễn ra tại hội nghị. Một của Lê Hồng Hiệp, Viện ISEAS Yusof Isaac ở Singapore, và một của David Brown, một cựu nhà ngoại giao Mỹ tại Việt Nam. Về các đề bạt nhân sự cho Bộ Chính trị, ông Hiệp nói rằng Nguyễn Thiện Nhân có thể được bổ nhiệm làm chủ tịch nước mới tại hội nghị này. Ông Nhân đã được bổ nhiệm làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sau khi Đinh La Thăng bị cách chức hồi năm ngoái. Ông Nhân là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, một tổ chức kiểm soát các tổ chức nhân dân hoặc xã hội dân sự ủng hộ đảng. Đặc điểm của ông là một thành viên Bộ Chính trị không có gì nổi bật, người đã dường như để mất ưu thế sau khi đảm nhận kém chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục trong những năm 2000. Một nhà phân tích chính trị đã cho biết trước đây rằng anh ta dự kiến khả năng lãnh đạo thụ động và hiệu suất tầm thường từ ông Nhân. Thật vậy, ông được nhiều người cho là người ba phải trong đảng. Tuy nhiên, đây có thể chính xác là loại người mà Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, nhân vật chính trị hàng đầu của đất nước, sẽ ủng hộ kể từ đại hội lần cuối vào đầu năm 2016, trong khi tái đắc cử và sau đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị biến nhiệm. Trọng đã mở ra một kỷ nguyên thay đổi chính trị bảo thủ. Đảng dưới sự giám sát của ông ta đã trở nên tập trung hơn, được điều hành nhờ quyết định đồng thuận, chủ nghĩa tập trung dân chủ nếu là một người tử tế. Như ông Brown đã đề cập, Trọng muốn khôi phục kỷ luật và đạo đức của đảng để xác định và trừng phạt các lãnh đạo đảng tham nhũng. Điều này đã được nêu ra trong danh sách 27 biểu hiện sẽ do đội ngũ kiểm tra mới để báo cáo về đạo đức của các quan chức trong đảng, đồng thời cũng nhắm vào các chính trị gia được coi là quá cá nhân và dân túy như là Dũng và Đinh La Thăng. Thật vậy, việc thay thế Đinh La Thăng bằng ông Nhân đã tóm lược cách Trọng muốn đảng giờ đây hoạt động ra sao. Đinh La Thăng, một chính trị gia kiểu ông Dũng, người đã lên tiếng phản đối Trung Quốc và phát biểu về các vấn đề xã hội ảnh hưởng đến người nghèo Việt Nam, được xem là mối đe dọa đến đặc tính ra quyết định đồng thuận của đảng do ông Hồ Chí Minh đề ra trong những năm 1960. Trong khi đó, ông Nhân, một người ba phải, có tâm huyết với một lịch sử trong các cơ thể ngu si đần độn của đảng, là một loại biểu hiện mà Trọng mong muốn. Thật vậy, dự kiến hội nghị tháng này sẽ chứng kiến sự thăng tiến của các đảng viên tận tụy dù nhạt nhẽo. Hết đều hình ảnh của Trọng. Đầu năm ngoái, Đinh La Thăng, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã bị cách chức ra khỏi Bộ Chính trị sau khi bị cáo buộc tham nhũng trong một điều tra lớn ở Petro Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một thành viên Bộ Chính trị bị cách chức trong nhiều thập niên. Sau đó, ông Thăng đã lãnh án 18 năm tù. Đầu năm nay, Đinh Thế Huynh, một quan chức hàng đầu và là người đứng đầu Ban Thư ký Đảng, tuyên bố ông từ chức vì bệnh tật. Cũng có những ý kiến cho rằng Chủ tịch Trần Đại Quang vốn có sức khỏe kém hàng tháng nay, với sự vắng mặt bất thường cả tháng trời trong các sự kiện chung hồi tháng 8,
sẽ bị thay thế tại hội nghị tháng này. Ông Hiệp đưa ra thêm sự kiến khác. Nếu ông Nhân làm chủ tịch nước mới, thì có thể khiến ông Nhân sẽ trở thành tổng bí thư kế tiếp khi ông Trọng gần như sẽ nghỉ hưu tại đại hội đảng lần tới vào năm 2021. Hầu hết các nhà phân tích, bao gồm cả bản thân tôi cho rằng, cho khả năng ứng cử có vai trò này, có khả năng nhất là Trần Quốc Vượng, trưởng Ban Kiểm tra Trung ương. Thực tế, Hoàng đế chống tham nhũng của Việt Nam, mặc dù có thể Trọng cũng có trọng lượng như vậy trong chiến dịch chống tham nhũng của Đảng. Vào tháng 3, ông Vượng cũng được bổ nhiệm làm bí thư Ban Thư ký của Đảng, một cơ quan có nhiệm vụ thực hiện chính sách Đảng sau khi ông Đinh Thế Huynh nghỉ hưu non. Ông Huynh là từng được chỉ định trở thành tổng bí thư tiếp theo. Nhưng ông Hiệp lưu ý rằng, nếu ông Nhân trở thành chủ tịch nước trong tháng này, thì ông Nhân có thể sẽ leo lên chức vụ hàng đầu vào năm 2021. Một chính trị gia khác đang lên đáng chú ý là Nguyễn Xuân Thắng, hiện là bí thư Ban Chấp hành Trung ương và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là ông Thắng cũng được thăng chức làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương vào tháng 3. Ông Thắng đã được đảm nhiệm vị trí này kể từ tháng 12, cũng do sự vắng mặt của ông Huynh. Cũng nên nhớ, ông Trọng cũng là người đứng đầu Hội đồng Lý luận Trung ương vào đầu những năm 2000. Với việc ý thức hệ bây giờ trở nên quan trọng trong Đảng Cộng sản, Hội đồng Lý luận trở nên quan trọng và ông Thắng có thể cũng sẽ là người quan trọng. Hầu hết người Việt Nam sẽ không nghi ngờ gì về việc hội nghị sắp tới, cũng sẽ như xưa, nhưng có thể trả lời ông nào cũng vậy. Nhưng những gì được quyết định tại buổi họp này sẽ quan trọng đối với những người bình thường. Trước hết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự kiến sẽ bỏ phiếu về việc liệu có nên tăng tuổi nghỉ hưu hay không. Sau khi Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã gợi ý trước Quốc hội đầu năm nay, một đề xuất là tăng tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 62 đối với nam và từ 55 lên 60 đối với nữ, tuổi hưu sẽ được tăng lên dần dần 3 tháng mỗi năm cho đến khi đạt đến độ tuổi tối đa mới. Lựa chọn thứ hai là sẽ gia tăng nhiều hơn, tuổi nghỉ hưu sẽ gia tăng lên 4 tháng mỗi năm cho đến khi đạt 65 cho nam giới và 60 cho nữ giới. Ủy ban Trung ương cũng dự kiến sẽ quyết định liệu có nên giảm số năm lao động Việt Nam phải đóng tiền bảo hiểm xã hội trước khi có thể xin hưởng lương hưu hay không. Hiện tại, họ phải đóng phí 20 năm, nhưng các quan chức đảng muốn giảm xuống còn 15 năm và có thể chỉ còn 10 năm nữa trong tương lai. Lý do cho cả hai điều trên là rõ ràng. Trong khi Việt Nam hiện có dân số trẻ, trong vòng 1 hoặc 2 thập kỷ tới, sẽ trở thành một trong những quần thể già hóa nhanh nhất thế giới, làm tăng nguy cơ Việt Nam sẽ già đi trước khi nó trở nên giàu có. Sự giàu có ở đây cũng bao gồm các quỹ trong chương trình bảo hiểm xã hội, mà các nhà quan sát kinh tế nói có thể bắt đầu bị thâm hụt vào năm 2020 và có thể bị cạn kiệt vào năm 2040. Trừ khi mọi thứ thay đổi, điều này chủ yếu sẽ được thực hiện bằng cách giảm số người nhận lương hưu và tăng số lượng lao động đóng phí, giảm số năm đóng góp. Đảng nghĩ rằng sẽ cám dỗ nhiều người lao động và doanh nghiệp phải tham gia đóng phí. Với tất cả những điều này, những gì người ta có thể mong đợi từ hội nghị tháng này là sự củng cố chính trị của Trọng và sự suy giảm thêm quyền của người lao động Việt Nam, những người đã phải trả giá đắt cho việc quản lý tài chính kém của Đảng Cộng sản cầm quyền.